Hello, xin chào tất cả mọi chào người các nhé. Bạn nha. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay thì là một buổi cuối tuần mọi người ạ, nên là hôm nay mình ra đây để vặt ổi với mẹ mình, để mai là chủ nhật thì mai mẹ mình đi bán ổi mọi người ạ. Và hôm nay thì không biết là mẹ mình muốn ăn gì thì hôm nay mình sẽ làm những cái món đấy để đãi mẹ mình mọi người nhé. Thì các bạn ơi, hôm nay bà vặt ổi để mai bà đi cân sớm đấy. Thế hôm nay Sơn nó hỏi, nó bảo thế hôm nay mẹ thích ăn cái gì để con đi mua để đãi mẹ, hôm nay là cuối tuần. Thế thì mẹ thích ăn vịt quay này. Ăn vịt quay à? Thế với lại cả thịt nướng lá mốc mật này. Thế, đấy, ăn nay... nhiều món quá thì Sơn chọn món nào? Hôm nay mẹ mình cũng thích toàn những món mình thích thôi mọi người ạ. Cái món vịt nướng thì bây giờ cũng khá là muộn rồi, chắc là con sẽ đi mua. Còn bây giờ con sẽ về để làm cái thịt nướng lá mốc mật. Mẹ thấy ok không? Ok luôn. Đấy mọi người ạ. Thì trước khi về để chế biến cái bữa gọi là bữa tiệc nướng cuối tuần ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu đến mọi người một kênh YouTube, thì tên kênh là Sếp Min Vlog mọi người nhá. Thì đây cũng là kênh của một người anh của mình cũng mong mọi người sẽ sang đăng ký kênh ủng hộ anh của mình mọi người nhá. Link kênh anh của mình thì mình sẽ ghi dưới phần mô tả cũng như phần bình luận dưới video ngày hôm nay của mình. Bây giờ thì mẹ lại đi vặt ổi tiếp và mình về để chế biến những cái món ăn, để tí nữa mẹ vặt ổi xong thì mình sẽ ra mời mẹ về ăn thôi mọi người nhá. Cả mọi người nhá. Thì các bạn ơi, hôm nay bá bảo bá thích ăn món vịt quay mi lại là thịt ba chỉ nướng. Hôm nay Sơn nó đi mua vịt quay mi lại nướng thịt ba chỉ đây này, đãi bá mi đãi ánh ăn mừng cuối tuần ấy. Mình đã làm xong rồi mọi người, bây giờ mẹ lấy kéo để cắt ra thì thôi. À đây, ăn luôn là cái đĩa này đi. Đâu, mẹ cắt thịt này ra. Cắt thịt ba chỉ gì? Cho mọi người xem mình nướng nó phải nói là chuyên nghiệp luôn mọi người. Đấy. Mẹ cắt miếng này ra. Đây. Thấy không? Đấy. Cắt nhỏ nhỏ ra mẹ ăn. Để cắt tiếp ra, cắt tiếp ra một miếng nữa đi. Anh đi. Vâng. Cái này nó dày, như này khó cắt con. Hình như vẫn bỏng phải không mẹ? Bỏng lắm. Ui, mọi người thấy quá là ngon luôn. Đây, bỏng lắm, mỡ bỏng lắm các bạn. Đấy, thôi để đây đã. Xịt xoa. Rồi. Bây giờ ánh mi mẹ thưởng thức đi. Ui, anh ăn. Để cho anh miếng này. Đấy, ui, cái to thế. Để mà ăn cái này. Đây, anh chấm cái nước này mới ngon này. Bá mời các bạn nhá, mời cả nhà cùng thưởng thức mi bá nhá. Mời cả nhà nhá, mời bá nhá.
Mày sơn ăn đi. Ăn đi. Mày sơn nhìn nhá. Ngon không? Ngon, dai béo béo. Thơm mà, thơm mùi lá mốc mật. Dậy mùi mà ngọt thịt lắm các bạn ạ. Ngon tuyệt vời. Hôm nay mẹ mình đi vặt ổi về lên là cũng hơi mệt, nhìn mẹ ướt đẫm mồ hôi luôn. Nắng lắm các bạn, hôm nay ở khu miền Bắc mình nóng lắm, chắc đang ảnh hưởng bão sao. Nóng quá, mà ngon. Anh thử miếng vịt đi, đây. Chắc là mình sẽ ăn luôn ở cái đĩa này mọi người nhé. Đấy, thích miếng nào chọn miếng đấy. Mới là nhiều ra. Đây em ạ. Mình thích ăn môi da nữa. Ăn khó thế đúng không? Ăn da rồi dây. Đây, cho mẹ cái đùi đi. Mẹ thưởng thức cái đùi đi. Đấy. Cho đùi vịt rồi à? Vâng, đấy. Mẹ chơi cái đùi cho nó chất chứ nhỉ. Cái nước này không cay đâu mẹ ạ. Nước này nó không cay đâu. Tê tê thôi. Wow, mọi người ơi, bây giờ là vào thưởng thức thôi mọi người ạ. Nhìn ngoài là thèm lắm rồi ấy. Nhìn cái miếng thịt này phải nói là đúng là không còn gì để nói nữa. Đây. Quá ngon. Giờ gần cho mọi người xem này. Đây mọi người ơi. Ê liều ơi. Kiểu như là mình nướng nó đúng tầm ấy, nên là nó rất vàng luôn mọi người ạ. Mẹ cắt sẵn rồi. Mình mời mọi người nhá. Mời mời mẹ. Anh ăn đi em. Anh ăn. Ăn mạnh. Chính như mà làm ngon. Quá tuyệt vời luôn. Anh thấy ngon không? Quá. Ngon dài. Ngọt thịt hết. Tại cái thịt này nó kiểu như là nó mình nướng kiểu như nó đỏ, vẫn đỏ tươi nhưng mà chín rồi nhá mẹ nhỉ. Thế nó mới ngon nhỉ. Nghĩa là than hôm nay cũng đẹp luôn. Vâng. Mới đầu con là sợ vội không chín rồi, nhưng cuối cùng chín ngoan mọi người. Thôi cắt miếng nhỏ thôi còn. Đấy, sợ thấy nó máu. Ăn miếng bé là sợ ăn. Ăn sợ, miếng bé mình to không cầm được. Đây, mồm mày to như là thế. À to quá, miếng to như quá. Là cái miệng xoang ấy mà, lắm chị ạ. Em tí. Chờ em anh lại dỗi lại không quay nữa lại về chết. Wow. Cái miếng này. Mọi người nhìn có thấy thích không? Nhưng mà mọi người nhá. Thịt này nó thơm vị mốc mật. Đấy, giống bạn anh nhai mãi thì vẫn giờ không hết. Em thế. Má mình thang quá nhỉ. Mình to quá. Anh nhìn mình ăn thang quá. Thưởng thức thử miếng vịt nữa mọi người. Thích trứng nhiều này đậm đi. Hôm nay mẹ mình em phải ăn gọi là thoải mái lên, hôm nay cuối tuần. Hôm nay là mình làm là gọi là bữa tiệc lướng mọi người, toàn đồ lướng mà. Ngon quá. Lâu lắm mới được ăn đồ lướng. Thế này mà ít nữa mùa đông ăn sướng nữa, mùa hè này ăn nó đỡ sướng hơn rồi đấy. Thơm. Rồi, con dao này, con dao này buồn lắm, sao không cắt được kịp. Cắt cái gì? Đấy, thôi không cắt được đầy đi con. Ăn đĩa đấy. Ăn đĩa này. Cho nó dễ ăn mọi người, chỗ này ăn bây giờ lại phải đồ chặt cũng không có, con dao lại hơi cùn. Đây là đĩa này. Hay rồi. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Vịt nướng không ngon mà anh Sơn nướng rồi. Hứ? Vịt nướng quá không ngon mà anh Sơn nướng rồi. Hai thứ đều ngon. Mình ăn như này mình thấy ngon mọi người. Vịt ta quay lại kéo. Mưa có phải chờ có chờ lửa tiếng đồng hồ mọi người ạ. Đông người mua. Con lên con vừa đứng đợi mua xong lại quay video nữa nên là cũng lâu. Wow. Đã mẹ nhỉ. Quá đã.
ngọt lắm. Giống như là đây là vịt mình mua, mua xong nó nóng mọi người về ăn luôn. Ăn ngay nóng mới. Thế mới ngon. Đúng rồi. Em có tin cái này nguội ăn không ra gì luôn. Nguội ăn thì nó nguội ăn chán lắm mẹ. Nóng nó ăn nó còn dai dai ngon. Nóng ăn nó ngon hơn. Ngon nhiều. Ăn không? Gì nóng là ngon. Ui. Ổi ngọt dã man luôn. Anh ăn thử không? Cô mẹ anh ăn rồi này. Chờ vào bát. Bởi vì là cả nhà mình làm cả tuần cũng khá là vất vả rồi mọi người, nên là hôm nay cuối tuần cũng muốn làm một cái bữa thịt nướng gọi là kết thúc tuần. Lần sau lại bắt đầu. Mai chủ nhật rồi. Nói chung là ở nhà mình làm lông vất vả mẹ nhỉ. Làm lông mẹ mình cứ gọi là sớm tối thôi, kiểu như là lên chiều này lên tranh thủ quay video với mình một lúc, xong tí nữa về lại cho lợn ăn, xong mình về thì mình chỉnh video này, sau đó là lại nấu cám lợn các thứ. Nói chung là nhiều việc lắm. Bá nhà lông nhiều việc lặt vặt lắm các bạn, nhiều việc vặt, toàn trả việc đâu vào mới đâu, toàn việc không tên. Mình cứ quay video như này nhưng mà mình cũng phải giúp mẹ nhiều, tại vì là nhiều việc, kiểu như là việc không tên mọi người. Những bạn nữ sẽ hiểu, còn những bạn nam xem clip mà nói là nhiều việc không tên không hiểu đâu. Em mình như là bạn nam sao em không hiểu. Đó là bạn nữ. Ánh thì tính gì. Mẹ lo chưa? Em phải lo. Lo rồi. Ăn thế đã lo. Mẹ ăn nữa đi. Ánh làm miếng thịt vịt nữa đi. Mẹ ăn miếng nữa đi. Ăn mẹ làm miếng ổi đấy. Ánh ăn miếng. Cho xin. Miếng ổi mới sợ chứ. Mẹ mình nhìn này như ăn kém lắm mọi người. Bà ăn điểm tâm đã. Bác phải ăn cho nó béo lên. Đây mọi người ơi, mình mời mọi người nhá. Quá ngon. Như này là tí nữa về chỉ ăn cơm trắng này. Tại vì ăn nhiều thịt là sợ thịt mọi người ạ. Nhiều thịt ngấy. Mình quay tầm này cũng phải gần 6 giờ. Nhưng mà tầm này nó mới mát. Nắng, nắng vàng cũng không được đẹp lắm. Ăn đồ nướng như này chỉ tốn nước thôi. Khát nước. Ăn đồ nướng này khát nước. Đã mọi người ạ. Mẹ ăn cảm thấy lo đủ chưa? Rồi. Đấy. Thì mọi người ơi, chắc là mình cũng xin dừng clip này ở đây thôi mọi người nhé. Tại vì là mọi người cũng bảo là cả nhà mình hay ăn ít, nhưng mà kiểu như những cái đồ mỡ này, thịt trước này cũng không ăn được nhiều mọi người ạ. Kể bây giờ bê nồi cơm lên đây có khi ngồi ăn được lâu hơn. Thì chắc là mình cũng xin dừng clip ở đây thôi mọi người nhá. Mình cũng mong mọi người sẽ ủng hộ mình bằng cách là cho mình xin một like. Phải không mẹ nhỉ? Hôm nay các mẹ bạn xin ơi, đi. Các bạn mà xem clip của mẹ con nhà bá thế hay thì cho bá xin một like nhá. Một đăng ký kênh để ủng hộ mẹ con nhà bá nhá. Đấy mọi người, bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nhá. Bye bye. Chào các bạn nhá.